Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Đó, và hôm nay là một cái video chơi lớn luôn nha các bạn. Đó, hôm nay là chơi lớn luôn á. Là mình lấy hẳn 100 bịch thức ăn. Để 100 bịch thức ăn trộn nha các bạn. Hay là còn gọi là thức ăn ngũ cốc á. Đó, dành cho hamster nha. Đấy, thì nói chung á là mấy lần trước á thì mình lấy maximum là như là 70 bịch thôi à. Đấy, nhưng mà hè nè, đấy với lại là các bạn ủng hộ mình rất là nhiều. Đấy, hè các bạn mua thức ăn mình rất nhiều cho nên là mình lấy hẳn 100 bịch luôn. Bên cái kệ mình thì hiện tại thì nó cũng hết thức ăn luôn rồi. Đấy, không còn bịch nào hết. Mùn cưa rồi thì cũng còn, mùn cưa nén thì còn nha. Đấy, mùn cưa nén vẫn còn. Còn thức ăn thì không còn bịch nào hết trơn á. Đó, cho nên là hôm nay lấy hẳn 100 bịch về luôn. Đấy, thứ nhất là để phục vụ cái nhu cầu để cho mấy con chuột của các bạn luôn nha. Đó, thì ở trong bao này là mình đã lấy ra trước một bịch rồi. Và trong hai cái bao này thì hiện tại thì nó còn 99 bịch thôi các bạn. Đó, mình lấy ra hôm qua mình tính quay cho các bạn xem luôn nhưng mà mình chưa có quay kịp. Đấy, hôm nay mình sẽ quay và trong này thì còn 99 bịch thôi. Và với lại 20 bịch các tấm nha. Đó, thì thức ăn thì nó cũng như vậy thôi. Cũng như ngày nào thôi, giá thì vẫn 28.000 một bịch. Đó, một bịch như thế là nó sẽ được nửa ký nha các bạn. Đấy, rồi, đây những thức ăn như thế này. Đó, rất là nhiều đủ loại hạt luôn nhưng mà nó không có sâu nha các bạn, không có sâu với lại mè đen vì hai cái đó nó dễ bị kiến á, cho nên là không có trộn chung. Đấy, chỉ có các loại hạt bánh đồ thì có đủ hết luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ khui hai cái bao này ra nha, khui hai cái bao này ra coi là 100 bịch thì nó sẽ như thế nào nha. Mình nghĩ là nó rất là nhiều luôn các bạn, thấy không, nó nén trong đây rất là nhiều luôn, hai cái bao rất là to luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu khui ra cho các bạn xem thử nha. Rồi, và mình đã lấy ra hết rồi nha các bạn. Đây, tổng cộng là 99 bịch. Đó, hôm qua mình có bán cho một bịch trước rồi. Đấy, thì mình thấy rất là nhiều luôn. Đây là số lượng thức ăn mà mình lấy nhiều nhất từ trước đến giờ luôn các bạn. Đó, ở đó giờ mình lấy nhiều lắm cũng 70 bịch à. Tại vì nhà mình thứ nhất là cái kệ mình cũng nhỏ các bạn, mình không có để được nhiều. Đó, thứ hai là nhà mình cũng không có chỗ để cho nên là mình lấy vừa đủ để bán cho các bạn thôi. Đó, nhưng mà hè thì các bạn ủng hộ mình rất là nhiều cho nên là mình lấy hẳn 100 bịch luôn. Đấy, đây là cái bịch thức ăn thì nó cũng như hàng ngày thôi các bạn. Đó, ở đây thì có một, mình thấy có một bịch nó bị bể nè. Đây, thấy không, bịch này thì nó dạng như là nó đi trong quá trình vận chuyển nó bị cấn các bạn, nó bị bể thì để đó mình sẽ cho mấy con chuột nhà mình ăn. Đây, còn những bịch còn lại thì mình thấy còn nguyên, không biết một tí nữa mình kiểm. Ở đây có một bịch nữa nha các bạn, ở đây có một bịch nữa. Đấy, thì để mình một tí nữa mình sắp vào kệ thì mình sẽ kiểm tra lại coi có bịch nào nó bể nữa không. Bịch này thì mình thấy vẫn bình thường, bịch này cũng vậy. Đấy, rồi rất là nhiều luôn nha, nguyên một núi đồ ăn luôn. Đó, rồi thì một bịch như thế thì nó vẫn bình thường. Đấy, cái thành phần của nó vẫn bình thường. Có nhiều bạn hỏi mình đó là mình cho mấy con chuột nhà mình ăn gì mập thì mình chỉ cho nó ăn thức ăn đó thôi. Còn bên này là cát tắm. Đấy, cát tắm thì vẫn như cũ. Cái tắm thì có 15.000 bịch à, xài cũng rất là lâu, mùi rất là thơm nha. Đấy, mùi khá là thơm luôn. Các bạn xài các tấm còn dư thì các bạn để vào hũ, các bạn bảo quản lại. Hoặc là cột cái bịch lại cho nó chắc ha. Đừng có để chỗ nắng hoặc là để chỗ nào mà nó bảo quản kỹ một tí thì nó sẽ xài được lâu, với lại là nó sẽ không bị bay mùi. Đó, các tấm màu trắng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp mấy cái bịch thức ăn nha. Cái bịch cát mình sẽ để vào trong bao vậy đi. Còn mấy bịch thức ăn này mình sẽ sắp vào cái kệ. Đó, cái chỗ đó, chỗ góc nhỏ nhỏ đó. Ok. Ok, và cuối cùng thì mình cũng đã sắp xong vào cái kệ nhỏ của mình. Đã rất là nhiều luôn các bạn. Đây, thì mình để ở đây thì mình bán chắc khoảng 2-3 tuần gì đó thì nó sẽ hết cái đống này. Đó, rồi rất mong là các bạn sẽ ủng hộ thức ăn bên mình nha. Còn ở bên này thì nó còn dư bên này, mình sẽ sắp bên này nha các bạn. Đấy, còn dư bên này thì hình như là còn dư khoảng 20-30 bịch gì đó. Đây, nó còn khoảng bao nhiêu đây. Thì mình sẽ để đỡ bên đây, thì cái kệ nó cũng đầy hết trơn rồi.
Và các bạn nào mà cần mua hàng á, thì có thể inbox vào cái đường link ở dưới phần mô tả nha. Mình sẽ để cái đường link trang fanpage của mình. Đó, các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào đó. Còn ngoài này thì mình sẽ để các sang với lại các tấm rồi nha. Đấy, thì trong nhà mình cũng chật rồi, không có chỗ để nữa các bạn. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, các bạn nào cần mua hàng thì ủng hộ mình để mình có thêm chi phí làm video cho các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.